Bả Lùng, Bả Lùng, Bả Lùng. Hả? Lùng. Ờ, ta... Ừ. Cái đây phải, cái đây là không phải rượu đâu. Chứ chai rượu cái gì? Ừ, có, đợi từ tôi quay camera lại, nói tao nói cho mày hiểu nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Hà Hư Hỏng Vlog đây mọi người ơi. Đây, Bả Lùng em mình chắc mọi người cũng biết rồi đúng không? Lùng cô tết đó mọi người. Bây giờ đây, mọi người thấy cái tên ở đây là có một cái chai rượu van đúng không mọi người? Nhưng mà thiệt ra phải rượu đâu, rượu tôi uống hết đâu. Cái đây là nước. Nhảy nước à? Ừ, nước. Nước có không màu, em có nước không màu, hiểu không? Không có màu, nước màu hồng hết á. Bây giờ tao có cái màn trôi nè. Màn trôi gì? Màn trôi con chị hai mày á, bữa giờ mày gai nó không? À, em ghét quá à. Đúng không? Ừ. Đúng không? Mày chơi ghét đó đúng không? Bây giờ tao có cái màn trôi đây nè. Đó là cái chai rượu đúng không? Ừ. Cái chai rượu nhưng mà thiệt ra là rượu đó là rượu hồi Tết uống hết rồi. Hay vậy, em mua nước nho đổ vô xem thấy tí. Cái chai nước, cái chai nước nho mày cái lon á, tao mua chai 10.000 tôi chớ vô được nhiêu đây nè, đây nè. Ở đây nè. Sao nhiêu vô uống cho làm vậy? Ừ. Hay là uống hết đầu. Bây giờ nè, bây giờ tao có cái màn trôi này nè. Bây giờ nha, thôi bây giờ mình nói trước cái màn trôi cho mọi người biết luôn đi. Chứ màn trôi này nó bảo đảm vui luôn. Bây giờ nha, bây giờ mày vô nhà mày đổ chẻ hai cái trứng gấp 7 mấy miếng thịt nữa ra tại mày ngầu nhậu. Nhậu thiệt quá. À, nhậu thiệt luôn chứ. Mày nhậu, uống rượu nhậu. Mày khùng quá. Cái ở trong đó là uống vô là xỉn luôn á. Mày biết rượu trái cây không? Rượu nho mấy cái chai mấy cái lon mà mấy đứa 18 19 tuổi nó hay uống á. Cái mày... bao rồi. Như mấy rượu châm bao vậy, cái đó uống cũng say nha con. À uống vô nó lăn lăn kiểu nó có độ cồn trong đó nhưng mà nó mát ngon lắm. Chút nữa cái đây mình ngâm đá mình uống ngon lắm. Thôi giờ... nhưng mà giờ mình nói mình cho đi. Bây giờ mình cho là vậy nè. Đỡ tao nói cái màn cho nghe nha. Đây đây đưa tay. Được hợp lý. Bảo gì lâu lắm rồi. Hay nghĩ sao mà bẻ cho em đủ thứ hết. Cái con đó nó bầu mà mày thấy không, nó làm gì nó cũng yếu điệu thấy bất ghét đúng không? Mà mọi lần ha, mình quay video á, mình tao kêu mình nói là nhìn vô thẳng cho mặt ngay vô cam thì nó chịu nhìn lên khiến mấy bạn cứ chữ à. Tụi này em không bây giờ em hợp tác cái kiểu em làm video mà chỉ ít chịu nhìn vô cái mấy cái. Mà mình biết sao không? Mỗi người có mẫu xuất điểm khác nhau mà hiểu không? Cho nên mình phải biết là thông cảm cho người ta đúng không? Người ta hay nói ông bà mình hay nói là cái gì là xấu chi tốt thì mình khuya đúng không? Đúng không? Hợp lý đúng không? Đúng rồi. À, tốt tất cả đều đúng. Em đẹp trai đúng không? Đúng mà đẹp trai quá. Không, không bây giờ mình vô màn trò luôn. Bên đây mày cho con chị mày một bữa cho nên lên bờ xuống ruộng luôn nào. Ok tất cả mọi người nha. Trước khi xem cái clip này mọi người cho anh em mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Chứ thấy mọi người xem nhiều mà không ai đăng ký hết nha mọi người. Ok, let's go okay. Không? Hello anh em nha, mình đã đặt cái quay rồi nha anh em. Bây giờ mình chỉ chờ con. Bây giờ vô con tết con chịu luôn ơi. Bây giờ mình ngầu xuống 1 phút luôn ơi. Em thấy là lâu lắm rồi, anh em mình mới tên lại chung với nhau à. Ta mày tình cảm ngầu đây với đâu vậy? Vô lắm không rồi chứ. Mậu gì trời, đỡ cho nó lấy. Đây ngầu, mày ngầu đây, ngầu đây, ngầu đây, ngầu không? Ngày, hầu lâu giờ rồi, em chưa bây giờ lâu lắm rồi. Ừ, làm chi dưới quầy, làm chi dưới quầy. Chưa bây giờ mà tình thương mắt thương anh em. Hiểu mà. Có chuyện nào nghĩ là trong đó. Có chuyện xưa đó. Ngày xưa, trò chuyện ngày xưa hay hè lắm kia chạy men xong bị rét kích. Đi chân chân. Ui chó đi chân. Ui chân sao mà ghét. Cầm lên. Em mình phải tình cảm rồi chứ. Đó. Từ từ nha, cầm từ từ nè. Từ từ. Sao phong vậy ta? Cái gì cậu này, chơi mau quá. À. Ừ, hôm nay bảo bảo lại đâu. Đùa sao có lòng bên đây vậy. Quỷ chó đâu, không lòng. Quỷ chó không ai đó. Ừ. Không, bây giờ tám mày quất cái. À, vô. Xong rồi tám mày biết đâu hành ở chỗ bên cầm mau ở đây cho tao. Mùi sụp châm mâu. À, ngọt quá. Ngọt hả? Trung ngọt. Thế nhậu không có màu tích. Kêu chị hai mày ơi. Kêu chị hai luôn xem một đấu rồi. Thả chị hai đang quen chưa xem mà. Dạ. Dạ không? Dạ không? Sao? Dạ. Hả? Dạ không? Dạ không? Bưng cái gì trứng rượu trẻ ra anh em tao nhậu bên ngoài. Cô lên đi, cầm lên cái lùng. Nâng ly lên. Cầm lên rót ra chưa? Này yêu đời ngầu nhậu vậy chưa? Đâu rầu, tình thương mến thương. Ừ, tình thương mến thương chứ con cái vậy chưa? Sao? Làm gì mà làm gì bỏ đâu luôn vậy? Hai người thấy, 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 hai người
không? Nói chung chút mà nói nghe sao là nghe. Thôi vô đi. À bà đó. Thôi giúp nhớ đi. Chẳng nữa mày. Tình em, anh em mình tình thương mến thương sao? Vô. Ừ. Vô, nói cái hả? Vô. Chút phải trứng ngon mà. Chú sao em uống cái nem mơ vậy? Tao bị đồ yếu hơn mày rồi biểu. Kem bằng kem đó. Nem mơ bằng kem rồi. Mày biến yếu quá. Ừ đó à. Ừ. Uống nem mơ không nha? Ừ, co luôn. Ăn ngon. Đào ngày xưa có chiều chưa nghe mày chiều xưa mẹ mẹ mình đang nhau á mẹ mẹ quýt mẹ mình chuyện cỡ cỡ giữa ngày xưa có phải hè với bể lùng hả? Đúng không? Ngày xưa có anh em nhiều bán dưa mà mình có chuyện bán muối nghe mày, cái chuyện bán muối á, cái chuyện bán muối á hồi xưa người ta hay có mấy cái câu chuyện một hàng chữ đờ là một hàng chữ e á. Nhà quê em đi ỉa xíu nè. Vô mày. Sao mày ăn hết màu của ta lại? Mời đẹp. Ôi dạ mày. Vô. Thôi. Thảo rồi. Vô nhà mày lấy cho tao cái nước rồi. Nó dạ xây rồi ê. Vô lấy cái nước coi nó nhiều vậy. Anh xây rồi, anh nói nó nhỏ xíu. Nó nhậu rồi, nó xây rồi, nó sẵn sàng để lát kìa. Bây giờ cũng nhẹ bỏ mà. Vô nhà mày lấy nó cái nước. Đập dập vô trong mặt cho nước. Nhà lấy cho nước ra đi. Cái ông con này nói nhiều vậy. Ông đi đặt đặt số nha. Vô bây giờ, vô. À vô. Con này cũng mở nó mấy. Vô lại uống hết rồi mày chấm. Vô mày. Vô. Đâu kêu mày kêu đi lấy ra nước đâu vậy? À biết. Quỷ làm gì thứ à? Vô. Còn mày. Thì quá. Đến đá đâu hủ? Con lâu dữ à? Mày lâu dữ mày? Mày mở hổ nha. Mày đưa nước cho tao rồi mày đưa gì đó hả? Thằng này nó sao vậy? Tao à? Tao uống rượu rồi tao mà tao kêu mày lấy cái nước không mì mày quýnh tao. Bỏ mày nha, mày nói hổ nha. Bỏ này bả em, hơn hết cho bả nữa, em bả thôi nữa nó bả. Lỡ thì anh tao tao bỏ. Anh nữa. Yếu thì mà. Uống miếng nước vậy cô vậy chưa phải không nha. Giờ xe thì không nói cho tính tỉnh nào rồi tính theo con này không sao cái này quá đáng lắm không coi là quá đáng bình thường quay lại tôi là tốt đúng không giờ mày sai đó mày nấu lúa nữa kêu lúa rồi cái thằng nào mày lấy tao lúa mày còn lúa kén chịu vô biết sao được. Lấy cái đâu đủ rồi. Đủ đâu đủ rồi mày thấy không mày? Nè mày không được cái thứ gì vậy? Đâu đủ đó đi đi. Rớt cái đâu đủ như đất rồi mày thấy không? Mày vô mày lấy cái tao đâu đủ mà. Lấy cái giếp mày. Nhanh. Đặt bây giờ tao lấy. Bỏ chân nè. Nè xe hùng hùng chưa phải đâu. Thiệt cô. Chân đây đủ luôn đấy. Anh qua vợ quá lại nha. Cái tao vậy nè. Vợ của anh mà vậy là coi như tình cảm anh em không mình là không còn cái gì vì một ông vợ á. Vô. Mày muốn
quýnh quá à. Ai dùng hả? Cái con nhảy tập này con kia mày lấy nó đi cho tao ơi. Lấy gì? Lấy đũa nữa ấy. Lấy sỉ lâu dữ à. Một lần nữa chạy con nữa nha. Cho tao cháu mày sỉ cho tao. Tao ăn mà mày nói gì vậy mày? Từ nhà cầm mày sỉ cho nó đi. Con vợ của hai xếp xe quá. Con vợ khác đi. Rồi đợi đợi nó cầm ra. Hết sự với mọi người em ơi. Mắc gì? Hay vậy anh vợ hay vậy anh rẻ. Giờ nó phải cho tao đâu. Vậy em lấy cái giấy gì múc giày anh ấy vậy. Hả? Coi đó. Ê con kia. Em yêu em yêu. Gì nói gì em yêu. Mà kìa em yêu lấy vậy cái cãi. Lấy cái gì? Lấy cái chiếc. Em yêu lấy ra cái chiếc đi. Em ơi. Để em lại cái chén đi Mỹ Thảo ơi. Tao giả ra nha. Để em thấy mà chịu quýnh chết sao. Hay bỏ em chịu quýnh đi chết sao mày. Trời ơi, cầm cái que nè. Trời ơi, mời làm gì ghê vậy. Trời ơi, đừng. Trời xíu. Con ơi, thiệt kìa. Mệt mỏi mà có cho trên mày. Trời ơi, người sao dụ em cho nhảy. Em tưởng mày cho ngoài. Cho bữa giờ mày thấy, hôm bữa giờ mày thấy nó ăn nó chửi mày luôn không? Nhưng mà đó cũng như là chị hai mình lo le mình cũng gì cũng tốt mình mà hay lo em vô mày cho đi nha. Em rồi. Anh lớn mày hả? Thơm lên. Ai ốm đi mà. Đó thằng mày lùng ở bên thảo rồi tao nói mày gì. Ủa thằng mày. Hai coi thằng mày đậu đeo cái gì. Hai đường cái điếm rồi. Điếm gì hả? Bây giờ anh em là một ruột hết á. Bây giờ tao sao mày coi đụng đeo là mày biết liền à. Đụng đeo là anh rủ em chứ anh cầm chai rượu ra anh rủ á. Giờ em với hai ké mở đụng đeo cho chị hai coi. Bây giờ mày bên thảo mày bây giờ tao nói nghe nha, cái chai đó không phải là chai rượu là cái chai nước á, tao nói nó trôi mà nó cũng chấp nhận nó trôi luôn, có nghĩa là nó ghét mày hiểu không? Mời đẹp. Cái thằng em cái ủa? Em cái làm gì đâu? Đây. Thằng sao mày ái vậy mày? Trời, em từ đây em không bao giờ em làm ăn gì với hai đồ hợp tác gì đi vô kéo. Con. Nói cái thằng mày lùng mày là mày đái nó là mày sao của em đây này. Gì nữa lỗ thừa rồi không chỉ hai từ em không có lẽ em nữa em sẽ đeo em đỡ thằng thích gì nữa nè em không đâu không 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 bỏ về nó đi vô đi vô ơi em lỡ em đừng có nói mẹ anh lục đục mẹ chị hai mà tức vừa mẹ lục. Lại vui nghe bao vui vậy ta. Mày trôn mình lặng rồi, mày trôn là mình phải như vậy. Mày thấy tức không? Mày thâu, em tức cho bạn tức vậy đó. Ai xôi, em tưởng chung... em không làm ăn với ai nữa. Để thâu nói chung, bái ba bái kèo mọi người nha. Giờ bái lùng chị hai bái lòng dữ quá. Thâu bái ba tất cả mọi người xem tới hay cho anh em mình một like, đăng ký kênh cho mọi người. Đừng nhìn mặt bái lùng mới cười quá.